Hey, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Anh online của trung tâm ECE. Và hôm nay mình mang đến cho các bạn một video clip rất là thú vị và bổ ích. Đó là video clip giới thiệu về kỹ năng nghe. Và khi mà đề cập đến kỹ năng nghe hoặc là phương pháp luyện nghe thì mình biết chắc chắn rằng có rất là nhiều bạn đang có cùng một suy nghĩ, một băn khoăn, một câu hỏi giống như mình bây giờ. Đó là How to improve my listening skill? Làm thế nào để mà cải thiện, nâng cao khả năng trình độ nghe của tôi? Vậy thì khi mà đề cập đến vấn đề này thì mình đã chuẩn bị một số mẹo, một số bí kíp dành cho các bạn ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số bí kíp để giúp chúng ta luyện nghe tốt hơn. Và bí kíp đầu tiên đó là trau dồi vốn từ vựng. Tại sao mình lại nói như vậy các bạn ha? Bởi vì không chỉ riêng việc học tiếng Anh mà học bất cứ một ngôn ngữ nào đi chăng nữa, kể cả tiếng mẹ đẻ của các bạn cũng vậy. Chúng ta cần phải có vốn từ vựng để mà chúng ta diễn đạt ý mình muốn nói là gì, diễn đạt một sự vật, sự việc nào đó. Luôn luôn cần phải có vốn từ vựng. Và chúng ta cần vốn từ vựng để làm gì? Đọc hiểu, nghe hiểu và nói và viết luôn các bạn ha. Luôn luôn, lúc nào cũng cần hết, từ vựng rất rất là cần thiết. Bởi vậy nên chúng ta cần phải trau dồi vốn từ vựng càng nhiều càng tốt các bạn ạ. Và việc học từ vựng thì cũng rất là đơn giản, các bạn đừng có thấy nản, bởi vì chúng ta trước giờ hay học từ vựng theo cách là mở vở ra viết rồi copy lại nhiều lần để mà nhớ cái từ đó. Không phải như vậy các bạn ạ. Chúng ta học như vậy thì nó sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và chán, đặc biệt là ngán ngẩm, ngán đến tận gốc luôn khi mà học từ vựng chất lên cả núi núi như thế này. Các bạn thích nghe phim, các bạn thích nghe nhạc, xem truyền hình hoặc là nghe đài, các bạn cứ nghe, thích làm gì cứ làm việc đó. Và đồng thời trong quá trình chúng ta làm việc đó, chúng ta cập nhật vốn từ vựng cho mình luôn các bạn ạ. Chúng ta cập nhật luôn, chúng ta nghe một lần, không nhớ hai lần, chúng ta sẽ nhớ ba lần, chúng ta sẽ nhớ. Và chúng ta nhìn cái từ vựng đó trong lúc đọc, một lần không nhớ nhưng mà hai lần, ba lần, bốn lần thì sẽ nhớ từ vựng đó. Và đặc biệt khi các bạn đi ra ngoài đường, chúng ta nhìn thấy những tấm office, những tấm băng rôn có ghi chữ tiếng Anh thì mình nó đập vào mắt chúng ta, một lần, hai lần sẽ nhớ. Và kích thích trí tò mò của chúng ta sẽ về tự tra, tự tìm hiểu xem cái từ đó là gì. Và lưu ý, trong khi chúng ta học tiếng Anh thì chúng ta nhớ kiểm tra cách phát âm luôn các bạn ha. Nhớ kiểm tra cách phát âm bằng những cái từ điển mà đáng tin cậy một chút xíu, giống như là Oxford, để mà chúng ta học cách phát âm đúng luôn. Để mình nghe được cái từ đó thì mình sẽ nghe đúng luôn cái từ vựng đó các bạn ạ. Ok, đó là bí kíp đầu tiên. Và bí kíp thứ hai là listen to whatever you like. Hãy nghe bất cứ cái gì mà bạn muốn. Bởi vì các bạn luyện nghe đúng không nào? Thế thì cứ nghe đi, nghe bất cứ cái gì mà bạn thích. Bạn thích nghe nhạc, bạn thích nghe phim ảnh, thích nghe đài thì nghe BBC, VOA, hoặc là thích nghe bất cứ cái gì. Trên truyền hình hiện nay có rất là nhiều kênh tiếng Anh các bạn ha. Thì mình nghe hết, mình thích chương trình nào mình cứ nghe chương trình đó. Nghe cái nào cũng tốt cả các bạn ạ. Cái nào cũng giúp ích cho chúng ta cả. Nghe sẽ giúp chúng ta làm quen với âm thanh và làm quen với từ vựng đó luôn. Càng ngày chúng ta sẽ nghe. Và khi mà chúng ta gặp lại, chúng ta học, chúng ta sẽ nghe, nhớ lại cái từ. À, cái từ này mình nghe rồi và nhớ luôn. Sẽ giúp chúng ta nhớ luôn, nhớ khắc cốt ghi tâm luôn các bạn ạ. Vậy thì cứ nghe đi. Và đặc biệt là hãy nghe với một thái độ rất là tích cực, nhẹ nhàng thôi. Nghe giống như là mình giải trí, giảm stress vậy các bạn ha. Enjoy your listening. Đừng đặt nặng quá vấn đề nghe. Cứ lúc nào cũng phải mở sách, mở vở ra, mở file nghe trong sách ra để mà nghe thì rất là chán và rất là mệt mỏi các bạn ạ. Chúng ta cứ nghe những gì mà chúng ta thích và nghe như là một phương pháp giải trí. Và đối với những phần sách trong bài học thì chúng ta nghe những lúc như là các bạn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa hay là trước khi đi ngủ, mình nghe cũng được. Có một số bạn nói rằng mỗi lần mà bỏ tai nghe vô nghe tiếng Anh thì giống như thuốc mê, nghe xong cái ngủ liền. Nhưng mà các bạn đừng vội nghĩ rằng đó sẽ là tiêu cực. Những nhà khoa học nói rằng trong lúc mà chúng ta đang chìm vào giấc ngủ á, thì quá trình mà chúng ta nghe cũng thấm vào đầu của chúng ta đó các bạn ạ. Cho nên là mình cứ nghe đi. Nghe được thì nó giúp ích. Thứ nhất là giúp ích thấm vào đầu nè. Thứ hai là giúp cho chúng ta dễ đi vào giấc ngủ. Vậy tại sao chúng ta không nghe nè, đúng không ạ? Và bí kíp tiếp theo là use script effectively. Thì cái script ở đây chính là cái lời bài nghe các bạn ha. Thông thường mình nói bài nghe ở bên phía trước thì sau sách nó sẽ có cái lời bài nghe cho chúng ta để chúng ta kiểm tra. Vậy thì chúng ta sử dụng nó một cách thật là hiệu quả thông qua 4 bước sau đây. Bước đầu tiên là chúng ta hãy nghe. Nghe đầu tiên thì cứ nghe đi. Nghe sẽ kiểm tra xem trình độ của mình giỏi tới mức độ nào, mình hiểu được bao nhiêu phần trăm. Và sau đó bước thứ hai, chúng ta lật cái phần lời bài nghe ra và kiểm tra từ mới cũng như kiểm tra cấu trúc mới và kiểm tra cách phát âm của những từ mới đó. Chúng ta học từ mới, học cấu trúc. Sau đó chúng ta
chuyển sang bước thứ ba, vừa nghe vừa nhìn vào lời bài nghe các bạn ạ. Chúng ta vừa nghe vừa nhìn vào lời bài nghe để kiểm tra xem chỗ đó người ta phát âm như thế nào, chỗ đó người bản xứ người ta đọc như thế nào, người ta có lướt âm hay không, người ta nhấn chỗ nào, người ta nuốt chữ chỗ nào thì mình sẽ dễ phân biệt được. Và sau đó khi mà chúng ta đã biết hết rồi, chúng ta đóng sách lại, đóng tập lại, đóng lời bài nghe lại luôn và chúng ta chỉ nghe không thôi, thì lúc đó kết quả nghe thật bây giờ mới là thật sự là kỹ năng nghe thật sự của các bạn. Vậy thì chúc các bạn thành công ha. Nhưng mà một yếu tố quan trọng nhất ở đây đó là practice, practice and practice, đó là luyện tập và luyện tập thật nhiều, thật chăm chỉ các bạn ạ. Bởi vì luyện tập thì chúng ta mới có thể tiến bộ nhanh, mới phát triển nhanh được các bạn ha. Because practice make perfect, càng luyện tập thì mình mới càng hoàn thiện bản thân mình. Vậy thì chúc các bạn thành công, ok. Tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn các chiến lược và phương pháp để mà mình làm phần nghe trong bài thi TOEIC. Đối với những bạn nào mà chúng ta mong muốn lấy được một tấm bằng TOEIC thì phần nghe là một cái phần mà được gọi là phần khó đối trong bài thi TOEIC. Nhiều bạn rất là hay sợ phần nghe các bạn ha. Thì đây là những chiến lược và phương pháp giúp các bạn vượt qua phần nghe và chinh phục nó một cách dễ dàng. Thì đối với phần nghe chúng ta có 4 phần đúng không các bạn ha. Phần 1 thì mình sẽ là phần mô tả hình ảnh, phần 2 là câu hỏi và câu trả lời, phần 3 là đoạn hội thoại ngắn có hai người và phần thứ 4 đó là phần đoạn đọc thoại ngắn thôi, một bài nói ngắn các bạn ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên, part 1, photograph, mô tả hình ảnh. Thì đối với phần mô tả hình ảnh này chúng ta có 10 câu. Mỗi câu hỏi người ta sẽ đưa ra cho chúng ta một bức hình và nhiệm vụ của chúng ta là chọn một đáp án là câu mô tả bức hình đó chính xác nhất. Thì đối với phần này các bạn lưu ý, chúng ta nên dành thời gian đầu tiên mà người ta đọc phần direction, phần hướng dẫn phần 1 chúng ta lên làm thế nào, chúng ta dành thời gian đó để mà nhìn vào những bức hình, nhìn bức hình và chúng ta suy luận, chú ý phân tích bức hình các bạn ha. Bước đầu tiên là phải phân tích bức hình và chuẩn bị từ vựng cũng như cấu trúc có liên quan đến bức hình đó. Và phần thứ hai chúng ta nghe thật kỹ động từ của câu hỏi đó, của câu mà người ta miêu tả các bạn ha. Nghe thật kỹ động từ và chú ý cố gắng, thật là cố gắng chúng ta tập trung phân biệt những cái động từ mà phát âm gần giống nhau. Bởi vì bài thi TOEIC rất là hay đánh lừa chúng ta bằng cách người ta đưa ra những động từ gần gần giống hệt như nhau, phát âm gần giống nhau, chỉ khác nhau một cái âm cuối cùng thôi. Mà chúng ta nghe không kỹ thì chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn. Và cái cuối cùng đó là chúng ta cố gắng nghe hết 4 cái đáp án rồi mới chọn đáp án cuối cùng, để tránh trường hợp như thế này. Ví dụ chúng ta nghe câu hỏi đó, câu A chúng ta nghe cũng hơi hơi đúng, chúng ta chọn ngay liền thì không được các bạn ha. Chúng ta nghe tiếp sang câu B cũng thấy, ủa câu này cũng hơi đúng, sang câu C cũng thấy hơi đúng và sang câu D mới thấy là câu D đúng nhất. Như vậy thì nếu mà các bạn lỡ chọn liền ngay thì sẽ mất thời gian chỉnh sửa và ảnh hưởng đến cái câu tiếp theo các bạn ha. Thì chúng ta cố gắng chúng ta nghe hết 4 câu, lựa chọn suy luận xem câu nào là đúng nhất, phù hợp nhất rồi chúng ta mới chọn đáp án cuối cùng. Đó là về phần đầu tiên. Phần đầu tiên thì rất là dễ các bạn ha, 10 câu này rất là dễ. Mình hy vọng là tất cả các bạn ai cũng có thể dễ dàng chinh phục được phần đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ hai, part 2, questions response, hỏi và trả lời. Thì ở phần này mình có 30 câu hỏi. Thì mỗi câu hỏi người ta sẽ đưa cho chúng ta một câu hỏi và 3 đáp án trả lời. Các bạn lưu ý ha, phần thứ hai này chỉ có 3 đáp án trả lời thôi. Vậy thì ví dụ như người ta đưa cho mình một câu hỏi là how are you? Đáp án A, I'm fine, thanks. Đáp án B, I'm a teacher. Đáp án C, I go to school. Vậy thì đáp án chính xác ở đây chúng ta dễ dàng chọn ngay được là câu A các bạn ơi, how are you, thì đáp án trả lời cho câu này là I'm fine, thanks. Thì đây là một trường hợp ví dụ đầu tiên thôi. Vậy thì chiến lược để mà chúng ta chinh phục phần 2 này là gì? Bước đầu tiên đó là chú ý phần đầu của câu hỏi. Ngay câu ví dụ mình đưa ra ha, how are you, thì phần đầu tiên của nó là từ how. Nếu chúng ta không chú ý, chúng ta không nghe được phần đầu tiên của câu hỏi thì mình sẽ không biết được người ta hỏi cái câu hỏi chỗ đó là gì. Có thể là how are you hoặc là how old are you. Nếu mà chỉ nghe sai một chữ đầu tiên đó thôi, không nghe được thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn sai đáp án được các bạn ha. Thì các bạn lưu ý, chú ý phần đầu tiên của câu hỏi và xác định loại câu hỏi. Cái thứ hai là phải xác định loại câu hỏi và từ khóa của câu hỏi đó. Thì chúng ta có những loại câu hỏi như là câu hỏi lấy thông tin, câu hỏi yes no question, câu hỏi đuôi tag question. Thì đầu tiên câu hỏi WH question là câu hỏi lấy thông tin với những từ như là what, where, why, when hoặc là how. Thì đối với những từ đó là câu hỏi lấy thông tin, không bao giờ chúng ta được chọn đáp án là yes hoặc no các bạn ha. Một khi đã hỏi lấy thông tin thì mình phải cung cấp thông tin cho người hỏi, không được trả lời yes hoặc no. Và cái thứ hai là dạng câu hỏi yes no question,
câu hỏi trả lời có hoặc không. Thì lưu ý một điểm, không phải cứ câu hỏi nào trả lời có hoặc không thì đáp án bắt buộc đầu tiên đầu câu sẽ là yes hoặc no. Các bạn đừng nhầm lẫn ha. Có những câu ví dụ như là người ta đưa ra một câu hỏi, would you like to drink coffee? Bạn có muốn uống cà phê không? Thì không bắt buộc chúng ta phải trả lời là yes hoặc là no, mà người ta có thể đưa ra một câu trả lời giống như là wow, that sounds fantastic. Nghe có vẻ tuyệt đó. Thì có mang đồng ý có nghĩa là người ta đồng ý uống cà phê chứ không phải là yes, không cần phải trả lời yes các bạn ha. Nên các bạn lưu ý, không phải câu hỏi yes no question nào cũng trả lời là yes hoặc no. Ok. Và phần tiếp theo là chúng ta nghe và nhớ kỹ câu hỏi. Tại sao mình lại bảo các bạn là phải nghe và nhớ kỹ câu hỏi ha? Bởi vì nếu mà chúng ta nghe xong câu hỏi và chúng ta nghe ba đáp án đúng không nào? Vậy chúng ta nhớ câu hỏi cho đến khi nghe xong ba đáp án và chúng ta chọn được câu trả lời đúng nhất cho cái câu hỏi đó. Thì tránh trường hợp là nếu ví dụ chúng ta nghe vừa xong ba câu trả lời mà chúng ta quên mất câu hỏi là gì. Ví dụ mình hỏi how are you, nghe xong I'm fine thanks hoặc là I'm a teacher, rồi I go to school, nghe xong ba đáp án, ủa câu hỏi là gì ta, giờ biết chọn đáp án nào bây giờ. Tránh trường hợp đó các bạn ha. Trường hợp dở khóc dở cười này là chúng ta nên tránh, nên nhớ kỹ câu hỏi để mà chọn ngay đáp án. Lúc nào cũng nhớ trong đầu, khi người ta đọc ra câu hỏi thì nhớ trong đầu cái câu hỏi đó, và người ta đưa ra câu trả lời a, I'm fine thanks, à đây chính là đáp án rồi, thì chọn rất là nhanh các bạn ha, rất là nhanh. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ 3, short dialogue, đoạn đối thoại ngắn. Thì chiến lược cho đoạn đối thoại ngắn có 30 câu này, đó là đọc nhanh câu hỏi và câu trả lời trước khi nghe. Ở trước mỗi phần, phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, trước mỗi phần đó chúng ta đều có một cái đoạn người ta nói về hướng dẫn cách chúng ta làm bài thi TOEIC như thế nào. Đó là đoạn hướng dẫn hoặc là chỉ dẫn để làm bài thi. Thì chúng ta bỏ qua phần đó. Ở nhà chúng ta nghe chán rồi các bạn ơi. Chúng ta biết quá rành về cách làm bài thi rồi. Thì chúng ta không nên nghe phần đó nữa. Mà hãy dành thời gian đó để đọc câu hỏi và câu trả lời cho những câu của phần bài nghe đó các bạn ha. Thông thường đối với phần 3 này thì 30 câu hỏi thì chúng ta sẽ có khoảng 10 đoạn đối thoại, mỗi đoạn đối thoại thì sẽ khoảng là 3 câu hỏi. Một đoạn đối thoại thì chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Vậy thì các bạn nên đọc trước 3 câu hỏi dần dần, 3 câu hỏi này, sau đó 3 câu hỏi tiếp theo. Đọc câu hỏi và câu trả lời cho cái đáp án đó luôn. Và sau đó khi mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ nhận biết được là bài đó nói cái gì. Mình đã có một ít thông tin rồi nha các bạn ha. Và khi mà bắt đầu nghe thì chúng ta vừa nghe vừa giải quyết câu hỏi. Tránh trường hợp nghe xong rồi cái phút cuối cùng mà người ta đọc câu hỏi, ví dụ người ta đọc câu hỏi số 1 là đọc câu hỏi, sau đó đọc ra đáp án câu A, câu B và câu C, thì các bạn tránh trường hợp ngồi nghe tới chừng mà người ta bảo chúng tới thời gian mà để chọn đáp án. Bỏ cái thời gian đó đi, để thời gian đó để chúng ta đọc tiếp 3 câu tiếp theo các bạn ha. Chúng ta vừa nghe vừa giải quyết câu hỏi luôn. Và tiếp theo là chúng ta cần phải nắm rõ vị trí của từng câu hỏi, thứ tự của từng câu hỏi và biết người nói đang đề cập đến nội dung nào. Bởi vì chúng ta đã đọc trước rồi, chúng ta biết nội dung câu hỏi người ta sẽ hỏi về vấn đề gì. Và cái nội dung đó nó sẽ nằm trong bài nói. Xuyên suốt bài nói người ta nói thì mình sẽ biết được là à, chỗ này là nội dung của câu hỏi số 2, chỗ này nội dung câu hỏi số 3. Và biết nội dung người nói đang nói là đến phần nào và chúng ta giải quyết ngay luôn, trong lúc vừa nghe vừa làm luôn các bạn ha. Tiếp theo là nếu mà đã lỡ bỏ qua một câu hỏi nào rồi thì các bạn vẫn tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo. Bỏ qua câu hỏi đó đi các bạn ha. Bỏ qua những gì đã qua rồi, hãy cho nó đi qua đi, đừng suy nghĩ thêm nữa. Chúng ta nếu mà cứ suy nghĩ miết về một câu hỏi đó thì sẽ không thể nào làm tiếp được những câu hỏi tiếp theo, và sẽ ảnh hưởng đến kết quả làm bài thi cũng như là tinh thần của chúng ta các bạn. Cái nào qua bỏ qua. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những chiến lược và phương pháp để mà chúng ta chinh phục phần nghe thứ tư trong bài thi TOEIC là phần Part 4, Short Talks, bài nói ngắn. Thì thông thường bài nói ngắn này chúng ta có khoảng 30 câu hỏi và sẽ được chia thành 10 đoạn nói ngắn. Mỗi đoạn nói ngắn sẽ có 3 câu hỏi các bạn ạ. Vậy thì mỗi phần chúng ta đều nhớ là mỗi phần trước khi làm bài, mỗi phần nó đều có phần đọc hướng dẫn, thì chúng ta hãy bỏ qua phần đọc hướng dẫn đó đi. Chúng ta đọc thật nhanh câu hỏi và câu trả lời các bạn ha. Dành thời gian mà đọc phần hướng dẫn để đọc câu hỏi và câu trả lời trước. Sau đó các bạn chú ý nghe thật
kỹ phần giới thiệu đầu, bởi vì những bài nói ngắn này thông thường sẽ là những bài quảng cáo, hoặc là những bài dự báo thời tiết, hoặc là bài nói về một người nào đó. Các bạn hơn một bài phỏng vấn nói về một nhân vật nào đó thì chúng ta hãy nghe thật kỹ đoạn giới thiệu đầu tiên xem để biết được nội dung của nó là gì, nó muốn giới thiệu đến cái gì, nhân vật nào là nhân vật chính. Và sau đó khi mà chúng ta đã đọc câu hỏi rồi thì lúc mà nghe mình đã biết được cái từ khóa, câu hỏi muốn hỏi đến cái sự vật gì, sự việc gì, hỏi đến người nào, thì khi mà chúng ta nghe đến cái đoạn mà có thông tin liên quan đến từ khóa đó thì chúng ta cố gắng nghe thật kỹ để mà thực hiện trả lời câu hỏi luôn các bạn ha, vừa nghe song song vừa trả lời câu hỏi luôn. Và điều quan trọng nữa đó là đừng nghĩ quá nhiều về những câu hỏi đã qua các bạn ha, cũng giống như phần thứ ba, đừng nghĩ những gì đã qua, hãy cố gắng đọc tiếp, dành thời gian đọc tiếp cho phần tiếp theo. Và khi mà người ta đọc câu hỏi cho và đáp án cho mình trả lời thì dành thời gian đó đọc sang ba câu hỏi tiếp theo, tìm hiểu ba câu hỏi tiếp theo, chuẩn bị cho phần tiếp theo, bởi vì chúng ta là những người tiến bộ, luôn luôn chúng ta tiến về phía trước, đừng bao giờ ngoảnh mặt nhìn về phía sau các bạn ha. Ok, vậy thì mình đã vừa mới đưa đến cho các bạn một số chiến lược và phương pháp để các bạn luyện nghe. Và mình hy vọng rằng kỹ năng nghe của các bạn sẽ ngày càng tiến bộ. Và các bạn sẽ không còn phải sợ hãi bất kỳ một kỳ thi nghe nào trong tiếng Anh nữa cả các bạn ha. Vậy thì English listening test, very easy. You can do it, right? So, try your best and enjoy your listening. And now, bye bye!